Rồi hôm nay mình phối con trâu này nha anh em, Tấn Cường Vlog, bạn người chăn nuôi. Đây là chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Rồi hôm nay mình làm video gieo tinh trâu nha. Thì mình gieo con trâu này ở Kiên Giang nha anh chị. Các bà con anh chị nào có muốn gieo tinh trâu thì liên hệ số điện thoại trên màn hình gặp mình nha. À, gieo tinh bò tinh trâu, trâu nở Tân Hiệp Kiên Giang nha, ở Kiên Giang luôn nha anh chị. Đi về gần 200 mấy km. Đó, con trâu này trâu ta nha quý anh chị, rất là đẹp, rất là bóng, rất là bự. Quý anh chị nào có muốn gieo tinh trâu và mua bán trâu thì liên hệ số điện thoại mà mình gặp mình nha. Nhận gieo tới khu vực Kiên Giang, Sóc Trăng quý anh chị, Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp. Chị nào cần thì kết bạn Zalo số điện thoại mình nha, trao đổi. Mình sẽ quay mua bán trâu luôn nha anh chị. Thì có một hai ngày tới mình sẽ quay một đàn trâu nữa bán quý anh chị xem. Ai có muốn mua trâu gieo tinh trâu thì ta ký kênh theo dõi, lưu số điện thoại Zalo mình nha để trao đổi. Thì con trâu này tới Kiên Giang này nha quý anh chị, gieo rất là xa. Anh chị xem có trâu muốn gieo thì lưu số điện thoại mình nha. Rồi ai có số lượng trâu nhiều cần bán thì cũng liên hệ với mình nha, mình quay bán giùm cho anh em bà con. Con trâu này trâu ta nha anh chị, rất là to, rất là đẹp, cũng nuôi rất là bóng. Có thêm con nghé nữa, rất là đẹp nha. Rồi vừa gieo xong nha quý anh chị, rồi chủ sẽ dắt con trâu và con nghé ra cho quý anh chị cùng xem nha. Trâu rất là to, rất là đẹp, sừng rất là dài, bóng đẹp đó, nghé cũng rất là đẹp nha quý anh chị. Trâu nữa ở Kiên Giang nha, mình phối giống tinh trâu. Rồi xin nhắc lại số điện thoại mình, ai muốn giao lưu kết bạn thì lưu số điện thoại mình nha.